Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay mình Vũ sẽ đánh giá chi tiết chiếc Dell Precision 7720. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của chiếc Dell Precision 7720. Máy có một thiết kế to, nặng và hầm hố. Nắp máy được làm từ sợi carbon, đem đến sự bền bỉ cho máy chạm Dell Precision 7720. Tiếp đến, phần đáy máy và mặt gáy của máy chạm này có nhiều lỗ tản nhiệt. Đặc biệt hãng Dell thiết kế hai quạt tản nhiệt riêng cho GPU và CPU, giúp máy có khả năng tản nhiệt tốt hơn. Dùng máy thời gian dài sẽ cực kỳ tối ưu cho anh chị em. Mình đã dùng máy trong thời gian dài và thấy rằng quạt tản nhiệt của máy hoạt động cực êm và gần như không tạo ra tiếng ồn khó chịu gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến phần màn hình, bàn phím và các cổng kết nối của máy. Đầu tiên, về phần màn hình thì chắc chắn rằng Dell Precision 7720 sẽ mang đến cho bạn một màn hình rất là lớn, lên tới 17,3 inch, độ phân giải Full HD, cực kỳ đẹp và sắc nét. Về độ size số Delta E, màu sắc xấp xỉ 0,3, đem đến việc tối ưu cho chỉnh sửa, làm màu cho ảnh cũng như là phim. Bên cạnh đó thì màn hình của máy cũng đạt độ sáng 317 nit. Lại nói thêm về bàn phím và touchpad của chiếc Dell Precision 7720. Về bàn phím, anh chị em có thể thấy rằng Dell Precision 7720 có một bàn phím cực kỳ to, đầy đủ tất cả phần phím số bên cạnh phải của máy. Cá nhân mình dùng trong quá trình trải nghiệm máy thì hành trình của phím bấm rất là dài, độ nảy tốt, phù hợp để soạn thảo văn bản. Về phần touchpad thì có kích thước không quá lớn so với những máy chạm khác trên thị trường, nhưng các thao tác di chuột, bấm phím chuột trái, phải hoạt động tốt, nhạy và chính xác. Nói đến điểm cuối cùng của chiếc máy Dell Precision trong 3 phần màn hình, bàn phím thì chúng ta sẽ nói đến về phần các cổng kết nối của máy. Dell Precision 7720 có đầy đủ tất cả các cổng kết nối thông dụng nhất hiện nay để giúp anh chị em có thể cắm các thiết bị ngoại vi dùng cho làm việc cũng như giải trí một cách tốt nhất. Phần cuối cùng mình sẽ nói về cấu hình của máy. Dell Precision 7720 chạy một mức cấu hình cực kỳ là tốt với chip Xeon 1505M, RAM 16GB, ổ SSD 512GB và không thể thiếu con card đồ họa Quadro P4000 chuyên đồ họa. Đặc biệt là dòng máy Dell Precision 7720 còn có thể nâng cấp thêm những phần cứng mà anh chị em muốn để đáp ứng cho công việc cũng như là giải trí. Vậy thì cấu hình của chiếc Dell Precision 7720 mạnh mẽ như thế này thì nó có thể làm được những việc gì? Thì hãy cùng mình đến với phần đánh giá, trải nghiệm thực tế, test tất cả phần mềm. Các phần mềm văn phòng Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint chạy mượt mà trơn tru. Các phần mềm đa phương tiện media như Photoshop, Premiere, Audition, After Effects, máy đáp ứng ở mức tốt, chạy mượt mà trơn tru. Các phần mềm dựng đồ họa 2D 3D chuyên nghiệp như AutoCAD, Blender, SketchUp, máy xử lý tốt, đáp ứng được nhu cầu của anh chị em làm về lĩnh vực đồ họa. Việc mở 10 tab Chrome khá là dễ dàng đối với máy. Các tựa game online phổ biến hiện nay như Valorant, Liên Minh Huyền Thoại chơi được ở mức thiết lập đồ họa cao, mức FPS thể hiện tốt, game chạy mượt mà.
Máy tính Minh Vũ đã đánh giá xong chiếc Dell Precision 7720. Anh chị em đã, đang và chuẩn bị có ý định mua chiếc Dell Precision 7720 này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video để cùng máy tính Minh Vũ thảo luận nhé. Hiện tại Minh Vũ đang có sẵn hàng chiếc Dell Precision 7720. Khi mua anh chị em sẽ được tặng kèm một bộ phụ kiện. Còn đối với những anh chị em ở xa thì sao ạ? Minh Vũ hỗ trợ free ship code toàn lãnh thổ Việt Nam, dùng thử 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày, bảo hành 12 tháng. Còn đối với những anh chị em ở gần ạ, chúng ta hãy nhanh chân đến ngay showroom của Minh Vũ để được trải nghiệm chiếc Dell Precision 7720 này.